Số phụ kiện đi rừng Thanh Tấn xin chào toàn thể tất cả các anh em. Thì hôm nay là có một cái dịp trùng hợp là cố gắng hoàn thiện cùng lúc là ba cái đơn hàng, cái lộn hai cái đơn hàng mà ba cái lụp cho hai vị khách, một người thì mua hai cái, một người thì mua một cái. Thì cũng làm lại cái video clip giới thiệu cho các anh em, bởi vì cái video clip trước thì đăng rồi, rồi các anh em xem thì cũng có nhiều cái thắc mắc. À, thì hôm nay là làm lại luôn. Giá hiện tại chúng tôi đang bán cái lập mẫu số 02 nè. Anh em chọn cái mẫu lập này là mẫu lập số 02 nha. Bởi vì ở chỗ của shop là nó nhiều mẫu, mà các anh em điện thoại đến không nói rõ mẫu nào thì lại tốn thời gian hỏi đi hỏi lại để phân biệt cái mẫu, để báo giá cho anh em thì nó tốn tiền điện thoại của anh em. Cho nên là anh em mình thông cảm là xem video clip là nếu thích cái mẫu này thì báo là cái mẫu 02 đó. Đơn giản như thế thôi. Còn mua hàng thì anh em cứ mua qua hai số điện thoại này đó. À, chúng tôi giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện nha. Giao hàng toàn quốc cho nên anh em điện đến là chúng ta không cần phải có một cái trở ngại gì về địa lý cả nha. Rồi thời gian làm việc luôn. Rồi bỏ qua đây thì hai hôm nay là sẽ có là ba cái. Cái này là giao đi là giao đi Cần Giuộc Long An đó. Thì cái này là mua thêm nhiều phụ kiện nữa. Lập này là không có áo nha các anh em. Anh em nào mua lập này muốn mua áo thì mình mua áo riêng. Đây là cái của anh Long. Còn hai cái này thì về một chủ. À, địa chỉ thì ở ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, anh Hưng. À, hai cái, hai lập cây mẫu 02. Đây thì đây là tôi sẽ bóc ngẫu nhiên một cái đó để cho anh em xem đó, thấy chưa, giá cả rất là hợp túi tiền mà cũng rất là đẹp đó. Đó, một cái lụp anh em đánh giá này, cái mặt trước làm cũng rất là đều này, nó khoảng cách rất là đều. Cái nang này là bằng lưỡng kim nha các anh em, cái nang nhỏ này là nang lưỡng kim hết nha, nó chứ không phải là nang thường. Thời điểm bây giờ thì người ta sử dụng lưỡng kim hết rồi để cho cái độ bền nó cao. À, chẳng qua thì thợ này người ta sơn màu xanh rêu, màu xanh màu nhà binh để cho nó tiệp màu thôi, chứ còn thực chất là cái nang của nó cũng bằng lưỡng kim hết. Nếu mà các anh em không tin á thì khi mà anh em xem hàng đó, anh em cứ lấy móng tay mình cạo cái lớp sơn này ra thì sẽ thấy được cái cọng lưỡng kim ở bên trong đó. Thì tôi nói như thế để cho các anh em hiểu nó nang đều là nang lưỡng kim hết đó. Ở đây cũng tất cả các anh em nhỏ này là nang lưỡng kim hết đó. Một cái lụp. Giá thì giá cả thì bình dân, mà chất lượng mẫu mã thì nó hợp với thời đại đó. Móc ti đồng. Ti đồng móc bằng inox không rỉ. Đó. Anh em thấy chưa? Lưới bằng dây dù. Đó, như thế là rất là hợp lý rồi. Nha. Đó. Cái nào thì nó cũng như cái nào. Cầu thì có thể là cầu này lớn hơn cầu kia một tí thôi. Đó, rồi xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video clip kế tiếp. Đó, đây là cái mẫu lụp 02. Mẫu này thì được nhiều anh em chọn rồi. Bây giờ là cái nhu cầu cũng cao rồi, cho nên anh em có nhu cầu đặt cái mẫu 02 này thì có thể liên hệ qua hai số điện thoại này để đặt hàng trước. Có khi phải chờ đợi đến một tuần trở lại không chừng nha. Rồi xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em.